Cứ khoảng 1 hecta đất nông nghiệp, trung bình phải có đến 8 nông dân làm việc, sản xuất thủ công, trung bình 2 nhân công trên 1.000 mét vuông. Đó là câu chuyện của trước đây. Bây giờ chỉ cần 3 nông dân làm việc, giảm gần 65% tổng chi phí vận hành, năng suất tăng 250% nhờ chuẩn hóa hạ tầng và quy trình thông qua máy móc và thiết bị. Hiệu quả quản lý, giám sát và điều hành, và có thể quản lý nông trại tại bất kỳ đâu. Khác biệt về sản phẩm, lắp đặt đơn giản, ứng dụng đa dạng, đóng gói tinh gọn, chỉ việc cấp điện, nước, phân. Áp dụng cho trồng đồng thời 3 hecta trong nhà kính lẫn ngoài trời lên đến 10 hecta, sử dụng dễ dàng hiệu quả. Sản phẩm được nghiên cứu thiết kế sản xuất tại Việt Nam, giao diện hoàn toàn bằng tiếng Việt, hiệu chỉnh quy trình trồng trọt đơn giản từ quy trình mẫu, giám sát điều khiển đa dạng từ điện thoại, máy tính, remote, bàn phím điều khiển, thiết kế hoàn hảo, chuẩn hóa hạ tầng và quy trình sản xuất, giảm tắc bếp, giảm lắng cặn và tăng mức độ hấp thu rễ với ion từ và bộ phận phát hiện phân bón kém chất lượng. Chuẩn hóa hạ tầng 2.0, công nghệ 3.0 và 4.0 đảm bảo cho nâng cấp, mở rộng quy mô sản xuất hoặc nghiên cứu sản phẩm mới. Phun tưới và chăm phân hoàn toàn tự động khép kín từ lúc trồng đến khi thu hoạch. Mr. Vina tự tin giúp đối tác hiện thực hóa điều này. Mr. Vina là công ty công nghệ cao chuyên về các giải pháp và sản phẩm tự động hóa cho nông nghiệp. Quý khách hàng sẽ được đội ngũ nông học và đội R&D của Mr. Vina tư vấn trực tiếp, phù hợp theo yêu cầu mà vẫn tiết kiệm được tối đa kinh phí. Với quy trình nghiên cứu đi sâu vào thực trạng của nhà nông, đội ngũ Mr. Vina trực tiếp khảo sát, tư vấn và tùy biến thiết bị để mang lại hiệu quả cao nhất cho dự án. Với các kỹ sư chuyên gia có hơn 15 năm kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp, Mr. Vina đã và đang thành công nhiều dự án lớn nhỏ trên khắp cả nước. Mr. Vina tự hào là công nghệ thích ứng tối ưu cho ngành nông nghiệp tại Việt Nam. Tuy nhiên, Mr. Vina vẫn ưu tiên phục vụ riêng cho các nông trại vừa và nhỏ. Sở hữu quy trình khoa học khép kín chuyên nghiệp kết hợp cùng chủ đầu tư thông minh, Mr. Vina đã là giải pháp hiệu quả cho nhiều dự án. きちんと pH と EC を機械で調整することがやっぱり良い栽培につながると思います。で、機械を使うことで農業の大型化っていうことを進めることができてくると僕は思います。ミスタービナは毎年毎年技術を向上していて、問題に対してきちんと向かい合ってくれることところが特に気に入っています。 Vì một khát vọng Made in Việt Nam, vì một niềm tin nông sản Việt, giúp giảm cái chi phí vận hành, chi phí nhân công, cái chất lượng nông sản đầu ra, giảm tổng chi phí đầu tư nói chung. Mr. Vina hy vọng cung cấp sản phẩm, giải pháp phù hợp với nhu cầu của quý đơn vị, đảm bảo hiệu quả đầu tư công nghệ, gia tăng năng suất sản xuất và chất lượng nông sản Việt, nhằm góp phần khẳng định thương hiệu nông sản của quý đơn vị trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.